này thì mình sẽ hướng dẫn chúng ta ở cái một cái mục nó không mang về tính kỹ thuật cho lắm, mà nó sẽ thiên về cái câu chuyện, đó là cái việc chúng ta sẽ nhận lấy dữ liệu ở đâu. Đó. Thì trong cái phần lần trước ấy thì mình có trao đổi với chúng ta có một cái gọi là về cái primary data rồi, đúng không? Nó là cái việc mà chúng ta có thể sử dụng cái việc là chúng ta xây dựng bảng hỏi và chúng ta thực hiện các cái điều điều tra cá nhân và phục vụ cho một cái nghiên cứu cụ thể nào đó. Nhưng mà bên cạnh đó thì các bạn sẽ thấy là còn một cái nguồn dữ liệu đó nữa, đó là các cái nguồn dữ liệu mà đã được điều tra bởi các cái trung tâm, các cái tổ chức uy tín, và cái công việc của chúng ta chỉ là truy truy xuất vào các cái nguồn đó và download các cái dữ liệu mà chúng ta cần. Đó. Thì ở đây các cái nguồn dữ liệu thì mình đã tổng hợp thành một cái file để cho các bạn quan sát. Đó. Và các bạn cũng dễ dàng các bạn có thể học được về cái dữ liệu đây. Thì đây là những cái nguồn mà mình rất là thích khi mà mình làm các nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu đa quốc gia. Thì chúng ta có thể có được những cái nguồn rất là uy tín. Ví dụ ở đây là các bạn có thể có được cái cơ sở dữ liệu từ cái World Bank. Các bạn nhớ nhé, cái dữ liệu này là dữ liệu mà người ta gọi là điểm là dữ liệu bậc 2 sơ cấp. Đó. Có nghĩa là chúng ta thu thập lại và từ các cái tổ chức đã tiến hành các điều tra rồi. Nhưng mà đây là cái hạn chế rất lớn từ cái dữ liệu bậc 2, có nghĩa là gì ạ? Cái nguồn này nếu như mà nó công khai thì các bạn mà tiếp cận được thì người khác cũng sẽ tiếp cận được. Đó. Vì nó là công khai, vì ai cũng là mở mở cho tất cả mọi người. Nên ở đây nếu như ai cũng tiếp cận được thì cái điểm mới mà các bạn làm khi mà các bạn có thể thực hiện cái nghiên cứu của mình để có được cái đóng góp gì mới nó rất là khó. Đúng không? Thì ở đây mình có điện chủ yếu là mình chia sẻ. Đó. Còn cái việc sử dụng cái nguồn này như thế nào nó còn tùy thuộc vào chúng ta. Đúng không? Tùy thuộc vào chúng ta. Thì chúng ta cùng nhau nhìn vào các cái nguồn dữ liệu mà các bạn đang sử dụng ở đây nhé, để mình trao đổi với các bạn. Đó. Ví dụ ở đây mình sẽ tắt những cái này đi để chúng ta sử dụng nó cho một cái mục đích của chúng ta thôi. Đó. Thì ví dụ ở đây chúng ta dùng cái nguồn đầu tiên ấy là chúng ta sử dụng cái thanh công cụ từ cái nguồn của World Bank. Đó. Các bạn có thể vào đây để chúng ta truy cập để chúng ta xem cái World Bank nó sử dụng các cái dữ liệu như thế nào. Đó. Thì rõ ràng ở đây các bạn sẽ thấy nhé, trong cái World Bank này thì các bạn sẽ có toàn bộ cái dữ liệu mà các bạn chỉ cần search để nó ra. Ví dụ là GDP, nó hiện ra là các cái chỉ số GDP, GDP growth chẳng hạn như vậy, thì nó sẽ hiện ra một cái dữ liệu và các bạn sẽ thấy là có các cái thông tin về GDP, cái này là của cả hệ thống. Đó. Và chúng ta có thể có các cái dữ liệu về GDP, các thứ của các quốc gia này. Đó. Thì cái công việc duy nhất ở đây mà chúng ta phải làm ấy, đó là các bạn truy xuất vào cái nguồn, sau đó các bạn nhận download cái file định dạng, như là thường là chúng ta phải lấy dạng Excel, đúng không? Chúng ta về sau đó chúng ta có làm các cái thao tác ghép để chúng ta có cái dữ liệu cuối cùng như nào đó thì chúng ta tính sau, đúng không? Thì về cơ bản thì các bạn sẽ thấy là cái cách mà các bạn làm dữ liệu nó sẽ như thế này, đúng không? Chúng ta lấy ở đây thì một cái cách mà chúng ta thấy là có thể là các bạn search từng cái hoặc là các bạn có thể search bằng cách là chúng ta ví dụ là search theo cái cụm từ ấy là World Bank Indicator Indicator và chúng ta search thêm một cái cụm nữa là nó cái từ GDP chẳng hạn đó, thì nó sẽ hiện ra cái World Bank Indicator cho chúng ta đó, ví dụ như này thì nó sẽ hiện ra rất nhiều cái nguồn đó. Cái này thì mình cũng thì các bạn có thể tùy thuộc vào cái mục đích của các bạn và các bạn kích trực tiếp ở đây có rất nhiều cái chỉ số đúng không? Các bạn nhìn thấy là cái Agriculture Rural Development cho cái ngành nông nghiệp một cái chỉ số mà rất hiếm đó. Các bạn nếu làm nhưng mà ở đây nó có một cái hạn chế là nó chỉ có cái dữ liệu theo năm đó. Thì tất cả các dữ liệu này thường là các bạn làm mấy số liệu mảng panel thì các bạn mới dùng các dữ liệu này đó. Hoặc là cái S effectiveness cũng là một cái mà các bạn có thể dùng được đó. Các bạn có thể lấy dữ liệu từ các cái nguồn ví dụ mortality rate hoặc là net ODA ODA đó. Hoặc là các dữ liệu về climate change ví dụ là access to electricity đó. Agriculture hoặc là CO2 emissions electric power consumption vân vân đó. Có nghĩa là chúng ta có rất nhiều cái nguồn thông tin mà các bạn hoàn toàn lấy được từ cái indicator này. Đó. Hoặc là các bạn search một cách trực tiếp, hoặc là các bạn có thể ở đây phong các bạn Ctrl F, các bạn sẽ xếp cũng được, các bạn tìm cũng được. Thì cái cách này cũng hay, đúng không? Thì theo cách nào cũng được, nhưng mà giả sử như các bạn nhìn vào các cái, giả sử các bạn đã có định hướng rồi ấy. Ví dụ như là các bạn làm về các cái hỗ trợ, đúng không? Thì các bạn nhìn vào đây thì các bạn search tổng thể, đúng không? Thì sau đó thì bạn sẽ nhìn là cái chỉ số nào mà các bạn thích
thì các bạn kích nó vào và các bạn download. Ví dụ các bạn thích cái Net Audio Kisses này, các bạn kích nó vào thì nó sẽ hiện ra cái thông tin cũng như cái nguồn để chúng ta download ngậm. Thì nó giống như thôi, nó rất là đơn giản và khung thời gian nó cho chúng ta quan sát và chúng ta lấy được. Đúng. Có một cái nữa đó là dựa vào cái, các bạn mở vào cái này này để mình nhìn một cái xem có chính xác không nhé. Thì cái cách mở này nó hay hơn. Đúng. Tại vì khi không phải cái này mà mình muốn cái data bank cơ, để các bạn kích và download một mạch ấy. Download tất cả cùng một lúc luôn thì cái cách đấy mình thích hơn cả. Thì trong các cái nguồn dữ liệu sơ cấp, thứ cấp như này thì các bạn sẽ thấy là cái World Bank Indicator là một cái nguồn rất là đa dạng, tại vì nó cung cấp cho các bạn toàn bộ cái số liệu về các cái đầu các thứ. Chủ đề này thì về cái data collection mà và dữ liệu thứ cấp thì mình muốn cho chúng ta các cái nguồn mà các bạn có thể tham khảo được. Thì đây, nếu như các bạn sẽ kích vào cái này nhá, là data bank đó. Lúc nào nó cũng xuất hiện được thôi. Chúng ta kích vào cái data bank. Đấy, online tool for visualization. Thì chúng ta kích vào đây thì nó sẽ hiện ra một cái bảng như chúng ta quan sát đây. Thì các bạn nhìn vào cái giao diện này thì các bạn sẽ thấy nhá, là nó có một cái database đó. Countries, series, time đó, đầy đủ. Và database này có nghĩa là nó sẽ cho chúng ta các cái nguồn mà các bạn định lấy, bao gồm, thật ra cái dữ liệu này nó rất đa dạng từ rất rất nhiều nguồn. Các bạn thấy cái khối lượng từ cái Entrepreneurship, Export Dynamics, vân vân, Sustainable Development Goals, thì nó là một cái nguồn rất là đa dạng. Các bạn chỉ kích vào, thật ra cái này mình thường mình không động vào nó, tại vì mình sẽ lấy tất cả các nguồn, mình sẽ kích tất cả, mình lấy tất cả các nguồn đó. Cái mà mình sẽ lựa chọn đây đó là countries. Giả sử nhé, đầu tiên là hiện tại nó đang là kích tất cả rồi, thì các bạn có thể đi select nó đi. Đó. Và chúng ta chọn những cái quốc gia, ví dụ là chúng ta chọn về châu Á thì có những vượng chúng ta làm về tất cả quốc gia thì ok. Đó. Nhưng mà giả sử các bạn muốn làm về châu Á chẳng hạn, các bạn muốn làm về châu Âu chẳng hạn, thì các bạn phải chọn các quốc gia tương ứng. Thế lúc bạn sẽ enter the keywords ở đây, đó. Chọn cái quốc gia tương ứng. Đầu tiên là đi select nó đi đã nhé. Đó. Sau đó thì apply change. Đó. Ví dụ như vậy, đó. Thì chúng ta chọn được các cái quốc gia tương ứng. Hoặc là các bạn chọn về cái series, có nghĩa là chọn cái chỉ số tương ứng. Nhưng mà ở đây ấy, vì nó có quá nhiều các chỉ số đó, nên chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nên các bạn phải biết là cái chỉ số gì các bạn làm đó. Thì các bạn có thể kích vào đây, ví dụ là các bạn tìm về cái CPI đó. Hoặc là cái natural resources trends, ví dụ như vậy đó. Thì ngay lập tức các bạn sẽ tìm được ra các cái search này, thì nó sẽ hướng chúng ta đến trực tiếp cái đấy luôn. Đó, ví dụ là forex rents, the percentage of the GDP, hoặc là mineral rents, hoặc là natural rents, vân vân. Thì ở đây các bạn sẽ thấy đây là một nguồn dữ liệu rất là uy tín mà rất nhiều người sử dụng. Thì các bạn cũng có thể sử dụng theo cái cách như chúng ta đang làm. Đó, thì đây cũng là một cách để chúng ta có được cái dữ liệu này. Mình rất thích cái nguồn này. Sau khi chọn được các cái series xong, chúng ta phải kích vào tất cả nhé. Sau khi chọn được các cái series xong thì chúng ta sẽ chọn vào cái time. Và ở đây các bạn sẽ phải kích vào cái chuỗi nào mà các bạn muốn. Ví dụ đây thường là cái số liệu đấy rất là update. Các bạn sẽ thấy là hiện tại đến năm 2020. Và thời gian tới thì chắc chắn là sẽ có các cái số liệu về 2021 thôi. Chúng ta kích hết những cái khung mà các bạn định lấy. Ví dụ là chú ý là phải kích để có được một cái chuỗi liên tục. Tránh bị một cái gap nào đó. Ví dụ là chúng ta lấy từ 2005. 1995 này cho tới năm 2020 thì các bạn phải kích tất cả đấy. Đây là một sai sót này, là chúng ta không kích vào 2004 thì lúc đó nó làm cho một cái chuỗi không liên tục, hoặc là kích bừa vào một cái gì đó thì số liệu của chúng ta nó rất là kỳ quặc và lúc đó chạy thì rất nhiều lỗi xảy ra. Sau khi kích cả bốn cái dòng xong ấy, các bạn kích vào apply change, đăng apply change, thì lúc đó các bạn sẽ có được một cái bộ dữ liệu và công việc của lại. Sau khi chúng ta chọn lọc xong, chúng ta chỉ kích vào Download Options. Các bạn kích vào Excel và nó sẽ tự động nó download về cho chúng ta một cái file nó cần thiết cho chúng ta đây. Đó. Và cái file đấy nó làm cái gì thì tùy thuộc của chúng ta, cách sắp xếp dữ liệu. Và nếu như các bạn muốn biết là chúng ta sẽ xử lý cái file này như nào thì các bạn sẽ cùng mình theo dõi các cái bài giảng của chúng ta ở đây. Đó. Thì đầu tiên ấy, là mình cung cấp cho các bạn một cái nguồn dữ liệu. Đó. Cái nguồn dữ liệu nó là từ World Development Indicators. Đó.
Có một cái cách khác nữa để các bạn tìm được dữ liệu ấy, đó là chúng ta tìm qua cái nguồn đó là FRESH, cái cục dự trữ liên bang của Mỹ. Nhưng mà cái dữ liệu này thì nó có một đặc trưng, đó là nó khá là đa dạng và nó có các cái tần số khác nhau. Ví dụ là các bạn có dữ liệu theo tháng, theo quý, nhưng mà nó sẽ khá là hạn chế. Ví dụ đây chúng ta có một cái đó là mình muốn set cái GDP quarter của Việt Nam, in Việt Nam đó. Thì các bạn chỉ cần search, có thể là các bạn truy cập trực tiếp vào cái trang Fresh, nhưng mà mình thích làm cái cách này hơn, nó tiện. Các bạn kích và để sau một cái chấm phẩy, xong mà để sau đuôi là Fresh đó, các bạn kích OK thì nó sẽ hiện ra trực tiếp các cái chỉ số đúng không? Và ở đây nó cũng cực kỳ tiện ở một cái nữa, các bạn nhận chỉ cần kích vào số liệu và các bạn sẽ phải download, nhưng mà download cái nào dùng cái nào thì cũng là câu chuyện đó, download cái nào dùng cái nào cũng là câu chuyện. Thì cái này bắt buộc là phải học về kinh tế đó. Chúng ta học về macroeconomics, nó phân biệt cái nominal và real, thì cái nào nó được quan tâm và sử dụng trong nghiên cứu kinh tế đó. Thường thì chúng ta biết là khi mà chúng ta sử dụng thì cái currency này nó là nominal, chúng ta không dùng, mà chúng ta phải dùng real data, có nghĩa là cái data được đo lường ở cái năm cơ sở đó. Cái năm cơ sở, ví dụ đây là cái constant GDP per capita for Việt Nam dùng cái năm 2010 năm cơ sở, nhưng mà chú ý ở đây là annual, có nghĩa là số liệu theo năm và not seasonally adjusted. Cái này liên quan tới các phương pháp xử lý dữ liệu thì chúng ta sẽ nói sau đó. Ví dụ như này là nó có ghi là chúng ta có cái dữ liệu từ 1984 đến năm 2000 2020, ngậm chúng ta kích vào nó, chúng ta kích vào đây đó. Chú ý là các vấn đề nó đã báo cáo sẵn rồi, cái điều mà các bạn cần làm đây chỉ làm gì là các bạn dùng nó thế nào thôi. Đó. Thì nó sẽ cho ra một cái chuỗi số liệu tuần năm của Việt Nam và thông tin của nó là GDP per capita các thứ vân vân. Đó. Cái nguồn ở đây nó lấy từ cái nguồn này. Đó. Success the citation. Đây là cái trong nghiên cứu mà chúng ta cần chú ý này. Đó. Thì các bạn hoàn toàn có thể làm các cái đồ thị về cái phân tán, hoặc là có một số cái khác bạn có thể làm thêm. Đó. Nếu như mà các bạn muốn download cái dữ liệu về thì chỉ cần kích vào download và chọn cái nguồn tương ứng mà các bạn muốn. Ví dụ chúng ta chọn chọn về Excel, chúng ta dùng Excel đó. Hoặc là các bạn muốn download cái graph này về, thật ra cũng không cần thiết, thì graph này mình thấy nó cũng xấu đó. Chúng ta vẽ lại bằng các cái phần mềm của chúng ta còn đẹp hơn rất nhiều đó. Thì các bạn có thể download nó về đó. Hoặc là các bạn muốn edit graph để các bạn download nhiều số liệu hơn thì các bạn có cái này đó. Và ở đây các bạn sẽ thấy có modify frequency, ví dụ các bạn ở đây không có lựa chọn đó. Nhưng mà các bạn có những cái khác này đó. Và các bạn có thể kích bằng cách bạn đưa các cái chỉ số khác. Giả sử các bạn muốn vẽ đồng thời, các bạn muốn đưa vào CPI chẳng hạn. Đó. Các bạn muốn đi đưa CPI thì các bạn chọn một cái CPI bất kỳ. Đó. Chúng ta kích vào, chọn Units. Ở đây các bạn sẽ có chọn cái là Index đi, đó. Cho nó đồng nhất. Đó. Thật ra thì cái gì là cái gì thì mình cũng không nói ở đây nhiều quá. Đó. Thì các bạn có thể tham khảo cùng mình. Thì trong cái quá trình làm ấy, thì tùy thuộc thôi, chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng sẽ có một cái đấy. Thì khi mà các bạn đưa vào thì nó tự động nó sẽ hiện ra các cái chỉ số tương ứng và chúng ta apply cho nó một cách tùy 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 thuộc đúng không? Và như vậy thì các bạn sẽ có được thêm một cái đồ đồ thị, hoặc là các bạn muốn add cái lines mới vào này thì các bạn cũng có thể vào thêm cái này, nhưng mà mình thời gian thì đây chỉ mình hướng dẫn cho các bạn thấy số liệu ở cái tổng cục thống kê này nó thế nào thôi. Đúng. Nhưng mà về so sánh tương quan thì có thể là số liệu ở các nước đang phát triển như Việt Nam ở cái Fresh này nó không nhiều đúng không? Mặc dù là hiện nó có các dữ liệu với tần suất nó đa dạng hơn theo tháng hoặc theo quý, nhưng mà so với cả quân development thì nó chỉ được cái ưu việt đấy thôi. Nhưng mà còn quân development này thì bạn sẽ có một cái kho dữ liệu cực kỳ lớn mà các bạn có thể dùng đó. Thì mình nếu như các bạn dùng theo năm và dùng cho nhiều quốc gia thì khuyến khích dùng cái quân development indicator này đó. Trong cái kho dữ liệu mà mình đang chỉ ra đây thì nó còn một cái nguồn nữa mà mình cực kỳ thích là cái IMF Database Statistics. Thì cái IMF Database Statistics này nó cung cấp cái dữ liệu cực kỳ tuyệt vời theo quý, theo tháng, và dữ liệu đây nó có bao gồm dữ liệu về 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 tài chính, dữ liệu về macro và tần suất thì nó rất là đa dạng, đúng không? Là theo tháng, theo quý và theo năm. Đó. Nhưng mà theo như mình nhớ thì có vẻ như là cái dữ liệu của IMF này bây giờ hình như nó mới đổi, nó bắt buộc phải có tài khoản. Thì nếu như các bạn muốn có tài khoản thì các bạn có thể bảo với mình, thì mình cung cấp tài khoản để các bạn download một cách miễn phí. Thì để muốn download cái này thì bạn sẽ dùng cái dữ liệu ở đây, mình nghĩ là nó chỉ cần thế này thôi. Chúng ta có thể kích nhá, các bạn có thể rất đơn giản là các bạn chọn một cái gọi là ghi là
IMF, gọi IMF Statistic Database đó. Đấy, ví dụ như này thì các bạn sẽ thấy là được ra cái data, hoặc là mình thường hay giữ cái link luôn đấy. Mình thích dùng cái link luôn tại vì nó an toàn. Thì khi mà các bạn kích dây thì thường ấy là cái IMF này nó cũng là một cái website khá là nặng vì nó lưu trữ dữ liệu mà. Đó. Thì các bạn có thể kích vào IMF này và chúng ta có thể mình sẽ sửa đi luôn thay vì mình lấy một cái này. Cái này nó khai thác mình nghĩ không cần thiết đến độ mà phải có quá nhiều cái thông tin, nhưng mà mình cực kỳ thích cái IMF này. Đó. Tại vì ấy, nếu như các bạn làm số liệu mà Việt Nam mà về vĩ mô hoặc tài chính thì đây là một cái vụ dữ liệu cực kỳ khổng lồ, đúng không? Thì trong này thì bạn sẽ thấy, ở đây thì bạn chú ý này, trong này thì chúng ta bắt buộc phải có một số cái thao tác nó cần mực. Ví dụ là các bạn kích vào cái dòng data này này, đó, data nó hiện ra cái database. Sau đó thì các bạn kích vào cái nguồn mà chúng ta muốn. Bình thường thì các nguồn mà chúng ta lấy thường là cái International Financial Statistics, thì cái nguồn này nó có cực kỳ nhiều cái đẹp, cái chuỗi dữ liệu thống kê, cái chuỗi dữ liệu thống kê về tài chính, về kinh tế. Đó. Nhưng mà ở đây các bạn sẽ có thể rất nhiều cái nguồn khác. Ví dụ là các bạn muốn về làm về Chase, cái gọi là thương mại quốc tế, thì gọi là thậm chí là bilateral Chase, ví dụ Việt Nam với các quốc gia khác, đó, các bạn hoàn toàn có thể lấy được ở đây. Đó. Và có rất nhiều cái chỉ số về tài chính, về ngân hàng trung ương, vân vân cũng có thể được cung cấp đây. Đó. Giả sử là các bạn click vào đây chẳng hạn, đó, chúng ta sẽ thấy nó mở ra một cái khung mới. Đó. Thì nó hơi chậm một chút tại vì cái này khá là nặng đó. Và các bạn cũng có thể lấy cái link ở đây, mình cung cấp một cái link nữa về các nguồn đó. Mình có xếp lại thì tùy là chúng ta làm cái nào cho nó nhanh, nhưng mà từ cái IMS này thì thật ra thì là một cái kho rất là lớn đó. Kho rất là lớn để các bạn có thể lấy được đó. Ở đây mình có cung cấp một cái link cho các bạn ấy, thì các bạn sẽ thấy là nó mở, nó sẽ loading khá là mất thời gian. Nhưng mà sau khi mở ra thì các bạn sẽ thấy kho dữ liệu của nó cực kỳ khổng lồ, đúng không? Nhưng mà thật ra nếu đối với những ai mà không quen lấy dữ liệu từ IMF thì các bạn gặp rất nhiều khó khăn. Đó. Ở đây thì mình cung cấp các bước nó chuẩn mực luôn để các bạn có thể truy cập vào, các bạn lấy luôn dữ liệu, đúng không? Thì các bạn sẽ dễ dàng các bạn lấy được dữ liệu của chúng ta. Đó. Ở đây thì khi mà chúng ta mở ra rồi thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có được một cái dataset giống như thế này. Đó. Và ở trong này thì nó có các cái dữ liệu, thì các bạn IMS này thì nó just by countries, các bạn chọn vào một cái bất kỳ đi, ví dụ cái chỉ số này, cái tỷ số hối đoái hiệu quả, đúng không? Cái này thì thường là mình hay tính tay hơn tại vì nó tùy thuộc nhiều thứ lắm nên mình hay tính tay. Thì mình có cung cấp cho các bạn một cái đường link ấy, nó đến thẳng trực tiếp các cái nguồn này luôn này. Đó, mình đã cung cấp, mình có một cái nguồn link ở đây cho các bạn. Đây, ví dụ là các bạn kích vào cái đường link ở cái này của mình ấy, thì các bạn sẽ đến được trực tiếp cái kho dữ liệu mà chúng ta có từ tất cả các cái source luôn. Đấy, các bạn thấy không? Đây là cái đường link, thì thật ra một cái là vào cái data source, cái trang website của nó. Còn cái đường link phía dưới ấy, nó vào các cái nguồn để các bạn có được luôn các cái thông tin mà chúng ta có. Hoặc mình sẽ xem lại cho nó tử tế một tí. Đó. Là chọn một cái đồng nhất về mức độ là 24 đi. Đó. Thì các bạn sẽ thấy có hai cái nguồn link ở đây. Cái nguồn link dưới thì chính là cái website này. Thì vào đây các bạn sẽ thấy là muôn vàn luôn, đúng không? Dữ liệu mà chúng ta cần. Ví dụ là chúng ta cần về cái IFS, về tỷ giá này. Đó. Hoặc là chúng ta cần, ở đây chỉ cần kích vào là chúng ta download được và chúng ta có thể lấy. Mình muốn cái data table, mình muốn lấy được cái nguồn mà cho tất cả. Ví dụ ở đây chúng ta tìm cái này chứ. Hoặc là GDP và components, đúng không? Hoặc là financial development, đó, đây là cái lĩnh vực mà mình đang làm rất nhiều này, là về financial development, hoặc là financial assets survey, hoặc là directions of chase and statistics. Đó, các bạn thấy dữ liệu từ cái IMF này nó cực kỳ tuyệt vời, đó, và quan trọng hơn hết ấy, nó còn phân bổ cái tần suất nó cực kỳ đa dạng, phân bổ tần suất cực kỳ đa dạng. Và vì nó cực kỳ đa dạng như vậy thì rõ ràng là điểm khi mà các bạn làm các thứ ấy, thì các bạn có thể có được một cái kho cực kỳ lớn. Đó, có được một cái kho cực kỳ lớn, đúng không? Ví dụ là ở đây các bạn kích vào financial development chẳng hạn, số, hoặc là monetary và financial statistics, đó, thì nó sẽ hiện ra một cái bảng này. Đây là cái ưu việt và tính hữu ích của cái website IMF,
Đó. Thì khi mà chúng ta vào cái này thì các bạn chỉ cần đơn giản là gì ạ? Các bạn kích vào cái dữ liệu thôi, ví dụ là các bạn cái country các bạn lấy đúng không? Ở cái dữ liệu này thì nó là cái dữ liệu mà là cross domestic thì chắc chắn là nó chỉ có năm và quý thôi. Thì các bạn có thể chọn theo năm hoặc theo quý, các bạn kích theo quý. Đó. Sau đó thì các bạn chọn về cái quốc gia mà các bạn định làm. Đó. Các bạn có thể chọn tất cả quốc gia, đó. Tất cả quốc gia mà các bạn định làm. Ví dụ như đây là cái GDP và cái GDP component. Đó. Có rất nhiều thứ bên trong, ví dụ là cái household consumption expenditure chẳng hạn, đó. Và các thứ vân vân. Đấy. Thì các bạn chỉ cần kích vào, sau đó các bạn chọn các cái thông tin tương ứng, ví dụ là các bạn chọn cái date này nó phù hợp này. Đó. Nhưng mà chú ý là phải kích nhỏ nó ra để mở thành các quý, và chúng ta kích vào các cái quý này thì các bạn sẽ lấy được quý của nó. Đó. Bôi đen nó lại thì nó có nghĩa là nó lấy số liệu rồi nhá. 2015 đó, các bạn bôi đen nó lại, 2016 các bạn cũng bôi đen nó lại, 2017 các bạn bôi đen nó lại. Thì sau đó thì các bạn kích nó ra thì nó sẽ download cho các bạn tất cả. Mình nghĩ là không nên bôi cái này. Mình chỉ lấy theo quý mà, không nên bôi theo cái thời gian. Thế 2021 nó cũng có rồi á. Cái này không biết đâu nhá. Cái này thì khi lấy số liệu ra tôi có thể nó ghi ra vậy thôi, nhưng mà khi lấy số liệu ra nó không có. Rồi. Mà khi mà cái này là mới này, nó tách luôn hẳn ra Quarterly cho các bạn. Trước đó thì chúng ta thường hay phải tự kích tay. Đó, bây giờ thì nó cho chúng ta cái này luôn. Và sau đó sau khi chọn xong, chọn được các quốc gia, đó, các bạn thêm các cái quốc gia đó vào và chúng ta làm công việc còn lại là export thành cái file gì. Đó. Nó có rất nhiều lựa chọn, hoặc là chúng ta chọn là file XLS như này. Đó. Và chúng ta chọn cái sys nào đó tùy thuộc. Đó. Just an image. Không cần. Thôi kệ đi. Đó, chúng ta thử. Nó sẽ ra được một cái file. Đấy là tính hữu ích cực kỳ tuyệt vời của IMF. Dữ liệu theo quý, theo tháng. Tháng là tùy thuộc vào dữ liệu đúng không? Ví dụ như đây là Financial Development. Các bạn cũng cũng có thể lấy đây. Cái này thì nó là dữ liệu riêng. Thì các bạn có thể lấy luôn. Ví dụ là Excel file hoặc là Data file. Đó. Đây là cái điều mà mình cực kỳ mình thấy thích ở cái IMF. Đó. Nó là một website nhưng mà nó không dễ sử dụng. Và nó không không nếu như những ai mà không được hướng dẫn ấy, thì các bạn sẽ thấy vào các bạn lạc vào cái mê cung, tại vì IMF là một cái website nó có cả báo cáo, có rất nhiều thứ. Thì ở đây mình có đưa một cái đường gọi là hướng dẫn trực tiếp để các bạn trực tiếp đi được đến cái kho dữ liệu. Thật ra để đến được cái con đường này thì mình cũng phải lục cái IMF mất rất nhiều thời gian. Đó, thì cuối cùng mình mới đến được cái bước này. Thì cũng hy vọng là chúng ta có thể thông qua một cái lối tắt, và chúng ta cũng có thể dành một ngày thời gian của chúng ta ngồi chúng ta nghịch để chúng ta vào, để chúng ta cảm nhận được cái khối lượng đồ sộ của dữ liệu IMF nó cung cấp chúng ta, từ tài chính cho tới thương mại, cho tới ngân hàng trung ương, cho tới muôn vàn các thứ khác. Các bạn có thể nhìn nhé cái kho tài liệu này này. Vâng, đây là cái popular dataset ngập balance payment này có này. Đó. Correlated direct investment survey và correlated portfolio investment, hai cái này khác nhau là gì, chúng ta phải học chúng ta mới biết đúng không? Cái foreign exchange research, cái trade statistic, cái này mà làm về bilateral trade thì cực kỳ cần đúng không? Ví dụ Việt Nam đến Trung Quốc, Việt Nam đến Mỹ các thứ thì các bạn đều có số liệu tương ứng. Financial asset survey, financial development, financial soundness, cái này mới này mình thích cái này, hoặc là government Finance Statistics hoặc là International Financial Statistics, đó. Monetary, thậm chí là có cả cái International Research và Foreign Currency Liquidity, Monetary Financial Statistics, Commodity Price System, nhiều lắm, đó. Và chúng ta còn có thậm chí là Full List hoặc là Data Sets by Topic, đó. Thì đây là một cái nguồn mà mình cực kỳ mình hay dùng, đó. Các bạn có thể dùng đấy, đó. Giống giống như này. Chúng ta cũng có cách làm được rồi. Với lãi suất thì chúng ta có theo tháng, các bạn kích theo tháng thì thậm chí còn dựa theo tháng. Số liệu đa dạng, rất nhiều quốc gia, tần suất thì có thể theo theo tháng. Tội gì chúng ta không dùng cực kỳ đa dạng. Và tất nhiên là các bạn sẽ biết là các bạn phải để ý là có những cái dữ liệu mà nó có tần suất thế này, có tần suất thế kia thì bắt buộc là các bạn sẽ phải phải làm nhiều thì bạn mới biết là cái quốc gia đó, cái khu vực đó thì nó có cái dữ liệu gì. Đó. Còn khi mà các bạn làm nhiều rồi thì bạn sẽ thấy là cái dữ liệu này nó cực kỳ thiết yếu của chúng ta, khoảng thiết yếu. Đấy, một là cái quân development indicator, hai là cái Fed, cục dự trữ liên bang của Mỹ, ba là IMF. Thì cái IMF này thì mình cũng rất là thích, mình rất là thích cái này.
Thì bên cạnh các cái dữ liệu chúng ta có đấy thì các bạn cũng thấy là mình có một số cái nguồn khác gọi là cái Google Public Data Explorer. Nhưng mà nói thật bây giờ thì mình không dùng cái này nhiều nữa. Nhưng mà có thể là khi mà các bạn nằm ở Việt Nam ấy thì có thể là có rất nhiều cái dữ liệu ở cái khu vực châu Á nó bị missing thì bắt buộc là chúng ta phải dùng cái nguồn này. Đó. Thì các bạn cũng có thể mở cái nguồn này ra. Cái này thì rất là dễ dùng. Nó sẽ trực tiếp nó điều tiết đến cái dữ liệu chúng ta có. Đó. Ở Việt Nam thì các bạn sẽ có một cái nguồn nữa này là cái Asian Regional International Centers. Đó. Thì vì đây là một cái nguồn dữ liệu đáng tin cậy về các cái chỉ số tài chính thương mại ở khu vực châu Á. Đó. Nhìn chung ấy, thật ra thì hồi trước đấy thì đây là vấn nạn lớn nhất, đó là các cái khu vực các nước đang phát triển ấy, chúng ta thiếu 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 cực kỳ nhiều dữ liệu. Đó. Và đây là một nguồn uy tín từ được cung cấp bởi ADB, Ngân hàng Phát triển của châu Á. Đó. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy rằng cái vấn đề dữ liệu nó không phải là vấn đề quá lớn nữa, mà hầu hết là chúng ta đều có cái kho dữ liệu để các bạn tiếp cận, nên các bạn cũng không nhất định là chúng ta phải phải lo lắng về vấn đề dữ liệu trước đây nữa. Đó. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy là đây là những cái kho dữ liệu mà đặc biệt là hữu ích cho cái khu vực châu Á. Nhưng mà dữ liệu đây thì thường nó chỉ theo năm thôi, nó không được như IMF. Đó. Ở Việt Nam ấy, để có được các cái thông tin dữ liệu thì bắt buộc là các bạn phải vào cái trang tổng thống kê. Đó. Ví dụ là các bạn muốn lấy số liệu của cái GDP của Việt Nam thì bắt buộc là các bạn phải vào các cái báo cáo. Đó. Và một số cái thông tin về các cái gọi là tỷ giá hoặc là lãi suất thì bắt buộc là chúng ta phải vào ngân hàng nhà nước. Đó. Ví dụ như chúng ta vào cái tổng cục thống kê, đó, đây là tổng cục thống kê, thì chúng ta có thể truy xuất vào đây để chúng ta nhìn cái tổng cục thống kê nó báo cáo các dữ liệu gì. Đó. Mình có thể mình bỏ qua một ít đi, mình cho nó này vào. Đó. Thì tổng cục thống kê thì các bạn sẽ thấy đây là một cái trang website, nhưng mà các bạn sẽ thấy giao diện bây giờ nó thay đổi so với trước đây rất là nhiều. Đó. Trước đấy thì các bạn thấy giao diện nó một kiểu, bây giờ nó đã được nó trực quan hóa hơn để giúp chúng ta dễ dàng chúng ta truy xuất vào các cái địa chỉ này. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là một nếu như mà các bạn muốn lấy các cái chỉ số về GDP ấy, thì thường là mình hay dùng cái cách làm bằng tay, đó là mình đi vào các cái báo cáo theo quý của cái tổng cục thống kê, sau đó mình lấy dữ liệu ra. Đó. Tại vì dữ liệu ở đấy nó rất là đa dạng và nó chi tiết mà chúng ta muốn vào đấy chúng ta lấy, mà chúng ta báo thêm các báo cáo của họ thì mình cũng học được thêm nhiều thứ. Đó. Ví dụ đây là chúng ta có các cái báo cáo, chúng ta phải kích trực tiếp vào các cái báo cáo này. Đó. Đây, vào các cái báo cáo này để các bạn thêm được các cái thông tin dữ liệu. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có những cái thông tin về các cuộc tổng điều tra. Đó. Và các cái chỉ số. Đó. Ví dụ như đây các bạn thấy là một số chỉ tiêu cơ bản. Đó. Các bạn có thể lấy được ở đây luôn. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội là cái mà các bạn nên truy xuất vào. Ở cái từng cái chỉ số này ấy, nhá, nhìn làm lại nhỉ. Ở ngay phần dưới là thôi. Đó. Thì có các chủ đề quan tâm đó là các cái thông tin về báo cáo tình hình kinh tế xã hội này và những cái thông tin khác, nhưng mà thường thì các cái số liệu của tổng cục thống kê ở đây nó cũng không quá nhiều. Các bạn muốn lấy dữ liệu chi tiết hơn ấy, thì bắt buộc các bạn phải mua của tổng cục thống kê, thì khi đó tổng cục thống kê sẽ cung cấp cho các bạn một cái kho dữ liệu khổng lồ ngọn đó và rất đa dạng về Việt Nam. Ví dụ là các bạn muốn có số liệu theo tỉnh địa phương ấy, hoặc là các bạn có một số cái liệu điều tra lao động đặc thù ấy, mà chỉ có Việt Nam có, thì bắt buộc là chúng ta phải mua ngọn. Hoặc là chúng ta thu thập thì hơi khó, mình nghĩ vậy. Ví dụ đây là các bạn mở vào một cái gọi là cái đây, CPI. Khi mình kích vào cái CPI ấy, thì mình sẽ hiện ra được một cái như này. Thì nó sẽ có rất nhiều cái tiêu đề mà có bốn mươi mấy thanh này. Thì bắt buộc là nếu như các bạn quan tâm đến cái gì thì các bạn có thể đi vào. Thì trong này nó có rất nhiều cái báo cáo chi tiết đó, để chúng ta hiểu. Đặc biệt là khi các bạn học về kinh tế vi mô, vĩ mô ấy. Đó. Chúng ta nhìn vào đây. Thì các cái thông tin của thị trường, ví dụ chúng ta quan tâm chỉ số giá tiêu dùng ấy, mà chúng ta muốn biết phân tích của nó ra sao thì các bạn có thể vào đây các bạn quan sát đó. Hoặc là các bạn cũng có thể xem các báo cáo kinh tế xã hội này, đặc biệt là xem các báo cáo theo quý đó. Nó rơi vào bốn quý mà đó. Theo quý thì ở đây nó sẽ có cái tổng hợp thông tin nó chi tiết hơn và nó có các cái dữ liệu đi kèm đây, ví dụ này báo cáo tình hình kinh tế xã hội biểu đồ đó. Rất hay, rất hay. Và các cái thông tin dữ liệu mà chúng ta cần có nó có được hết ở đây, thì các bạn chỉ cần kích vào và các bạn xem dữ liệu là hoàn toàn là các bạn có được cái này nhóc biểu đồ đây. Ví dụ chúng ta kích và chúng ta mở ra chúng ta cũng có thể quan sát một chút về nó đây,
nó sẽ cho chúng ta toàn bộ cái số liệu vào quý đó. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Quá tuyệt vời. Đấy, tất cả các thứ. Đấy. Đầy đủ luôn, đúng không? Thì tổng cục thống kê luôn luôn là một cái nguồn dữ liệu uy tín để các bạn có thể tham gia, các bạn lấy về. Nhưng mà đối với các cái chương trình bậc cao ấy, nếu như mà các bạn muốn lấy các dữ liệu mà nó còn chi tiết hơn ấy, thì bắt buộc là các bạn phải liên hệ với tổng cục thống kê để có được các cái nguồn dữ liệu nó còn khủng khiếp hơn nữa về Việt Nam. Đó. Chúng ta thấy thật ra là các cái tổ chức quốc tế cuối cùng ấy, nó cũng lấy dữ liệu từ tổng cục thống kê thôi, đó. Tính ra thì tổng cục thống kê bản chất nó sẽ cung cấp cho các bạn một cái kho dữ liệu cực kỳ lớn, đó. Cực kỳ lớn. Thì có nó thì bạn sẽ có được rất nhiều thứ. Đó. Các bạn bắt buộc là muốn biết nó thế nào thì các bạn phải truy cập nó nhiều. Ở đây thì mình hướng dẫn một cách tổng quát. Khi mà các bạn muốn đi vào sâu thì các bạn sẽ phải xem là nó có những cái gì thêm. Ví dụ là tổng điều tra này, nó điều tra những cái gì. Thì các bạn có vào đấy các bạn sẽ biết hình hình dung được là một cách tổng quan là tổng cục thống kê nó cung cấp dữ liệu là cái gì. Đó. Hay là như các bạn nhìn vừa nhìn đấy, đó là các cái dữ liệu về Bộ Tài chính. Đó. Nó cung cấp về các thông tin về thu chi về ngân sách. Đó. Có thể đây là một cái mục mà chúng ta quan tâm thì các bạn cũng có thể vào cái mục này để bạn tìm kiếm các thông tin về thu chi ngân sách hay là các cái thông tin về các cái tổng điều tra về lao động thì các bạn có thể vào Molisa của Việt Nam. Đó. Thì nó cung cấp các thông tin về các cuộc điều tra khảo sát, các vấn đề liên quan tới thị trường lao động và các vấn đề xã hội. Đó. Thì đây cũng là một cái trang của Việt Nam mà mình nghĩ rất là uy tín. Ngân hàng Nhà nước cũng là một cái trang mà chúng ta cũng có thể tham khảo. Đó. Ở đây thì nó có thông tin về tỷ giá, nó có thông tin về rất nhiều thứ. Đó. Các bạn có thể nhìn vào đây. Đấy. Thì ở đây các bạn sẽ có được các cái thông tin, đó. Ví dụ là các ấn phẩm về CPI, tỷ giá lãi suất, dự trữ bắt buộc, đó. Để chúng ta biết là đây là những cái chính sách mà SVB là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đó. Nó là cái cơ quan thực hiện cái chính sách tiền tệ, đó. Và thông qua đây thì các bạn sẽ thấy là các cái thông tin về cái quá trình quản lý của Ngân hàng Trung ương hoặc là các cái thông tin về quản lý ngoại hối, quá trình nhận phát hành tiền. Đó, đây chính là những cái thứ mà chúng ta cần về tài chính. Đó. Nhưng mà chúng ta dùng nó như thế nào thì bắt buộc là chúng ta vào đây, chúng ta truy xuất vào các tay này. Chúng ta nhìn vào các cái thông tin thì các bạn sẽ biết là hiện tại là Ngân hàng Trung ương đang thực hiện các gói chính sách là gì và các thông tin về thị trường, đó, hoàn toàn có thể truy xuất đây. Và Bộ Lao động Thương binh Xã hội, đó, chúng ta đã nói rồi. Một số cái nguồn khác như là Bộ Công Thương này, UNDP hoặc là INDB Start, đặc biệt là liên quan tới vấn đề phát triển con người hoặc là FDI, đó, chúng ta có thể vào đây đầu tư nước ngoài. Và các cái thông tin về thị trường chứng khoán thì bắt buộc là chúng ta phải truy cập vào cái Bộ Công Thương từ các website chứng khoán mà chúng ta sẽ lấy dữ liệu, không? Các bạn truy cập trực tiếp vào đây thì các bạn sẽ có được các cái thông tin về thị trường chứng khoán và sau đó thì các bạn sẽ download cái nguồn. Thật ra thì chứng khoán thì nó khá là dễ tại vì các cái thông tin về thị trường ấy, nó được update theo ngày. Đó. Những cái nghiên cứu gần đây mà các bạn quan sát của mình ấy, là về thị trường chứng khoán thì nó là đều là dữ liệu theo ngày. Thì những cái dữ liệu này thì mình nghĩ là rất là dễ lấy. Đó. Các bạn chỉ cần truy xuất vào cái website của nó và các bạn download nó về. Đó. Nó rất là dễ. Mình không nhớ chính xác nữa nhưng mà các bạn có thể dễ dàng lấy được thông tin ở đây thôi. Đó. Vì cái thông tin thị trường này thì nó rất là phổ biến. Đó. Các bạn có thể lấy về các danh sách phổ biếu phiếu giá trị thị trường của các cái cổ phiếu đó. Đó. Và chúng ta lấy được các thông tin bản thân của cả thị trường nữa. Đó. Để chúng ta lấy được các cái thông tin bên trong, VN Index của nó năm nay là như thế nào hoặc là các thứ. Nhưng mà bắt buộc là chúng ta cần phải biết là các bạn định làm cái gì để các bạn lấy được cái dữ liệu nó tương ứng. Đó. Thì lúc đó nó sẽ dễ hơn. Thì đây là dữ liệu về thị trường chứng khoán. Đó. Thì thường là chúng ta lấy các cái dữ liệu về ở VN Index. Database. Đấy, thì các bạn có thể vào đây. Các bạn lấy được các cái thông tin về lịch sử dữ liệu VN Index và Data Statistics. Mình nghĩ là search bằng Google này còn nhanh hơn nữa. Nó sẽ cho chúng ta các cái dữ liệu và các download cái này thì hoàn toàn miễn phí. Đây là các nguồn dữ liệu thứ cấp mà dữ liệu thì hoàn toàn là miễn phí rồi. Mình sẽ cung cấp cho chúng ta để các bạn có thể tham gia thảo luận đây, tải dữ liệu xuống một cách đơn giản, quá dễ cho chúng ta. Đây là thông tin thì cả thông tin của cả thị trường. Bắt buộc là khi mà chúng ta tìm vào các doanh nghiệp thì bắt buộc là các bạn tự tự tìm hiểu về nó, để lọc nó ra.
chọn các cái công ty, và đây cũng là cái testing value. Mình nghĩ đây cũng là một cái nguồn rất là tốt ở data statistics của cái này. Nó hơi đặc thù một tí, có số lượng giao dịch, đăng ký giao dịch, vốn hóa thị trường của stock market nhỏ các công ty. Thì cái này nó tùy thuộc vào cái cách của chúng ta, thì chúng ta định dùng nó như thế nào. Đó. Cái trading này thì mình nhớ là phải mua bằng tiền đó, nó không miễn phí. Cái này thì không miễn phí, cái này không miễn phí đâu, chắc là chỉ download được mấy cái vớ vẩn thôi, còn các cái chính thì nó phải mua bằng tiền. Thật ra cái này các bạn cũng đừng có vấn đề gì cả đó. Mình thì mình cũng rất nhiều cái thứ mình phải mua bằng tiền đó. Đấy là những cái mà chúng ta có ở đây. Thì mình sẽ chia sẻ chúng ta một cái nguồn nữa, đó là trong cái dữ liệu ấy, thì các bạn sẽ thấy là còn một cái nguồn nữa mà mình thấy nó rất hữu ích cho chúng ta, đó là hiện nó từ các cái từ từ đây, nó là hai cái này đó. Hai cái này thì thật ra là gần đây mình mới biết được ấy. Và nhưng mà khi mình biết được thì mình khai thác rất là nhiều đó. Ví dụ như ở đây là có một cái dữ liệu là codebook mà mình thấy nó cực kỳ tuyệt vời đó. Cái này thì người ta đã tổng hợp sẵn cho các bạn ở thậm chí là Stata rồi đó. Thì các bạn chỉ cần truy cập vào cái codebook này thôi thì ngay lập tức mình search một cái nguồn như này đó. Thật ra cái này thì mình cũng không muốn chia sẻ lắm đó, nhưng mà cái này thì codebook nó cũng rất là tuyệt vời. Các bạn có thể vào đây để lấy được rất nhiều dữ liệu, hoặc là cái Worldwide Government Indicators này không? Các bạn có thể dùng nó cho chúng ta các cái chỉ số về các cái gọi là chỉ số về chất lượng hoặc là thể chế của các quốc gia đó. Mình thì mình cực kỳ thích cái nguồn này, tại vì nó là một cái nguồn để mình khai thác dữ liệu về đánh giá cái chất lượng, cái môi trường kinh doanh của một quốc gia đó. Thì mình dùng các cái chỉ số ở đây, thì chi tiết là cái gì thì các bạn có thể đọc thêm về cái file, nhưng mà nó là một cái tổng hợp về các Worldwide Government Indicators đó. Truy cập vào cái nguồn này thì nó sẽ download được toàn bộ dữ liệu, ví dụ là Voice đó, Six Dimension này đó, về Political Stability đó, Tourism Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law và Control of Corruptions đó. Và ở đây nó được thu thập từ khoảng 30 nguồn dữ liệu khác nhau, có nghĩa là họ thu thập sẵn cho mình rồi. Mình bây giờ công việc của mình còn lại chỉ là dùng nó thôi. Đến dùng nó như nào nữa, chúng ta dùng thì chúng ta phải tự 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 hiểu, tự biết cách đó. Cũng không ai dạy chúng ta được tất cả mọi thứ, thì các bạn phải vào các khai thác, và bản thân các cái indicators này nó phản ánh cái gì ấy, thì bản thân các bạn cũng phải hiểu, thì lúc đó các bạn mới dùng được đó. Thì các bạn mới dùng được, còn không thì nó rất là khó đúng không? Đó, các bạn để ý. Đây là những cái thứ mà chúng ta có thể hoàn toàn chúng ta sử dụng được. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy là điện, chúng ta sẽ dùng cái cuộc quay và các dữ liệu tương ứng để chúng ta có được cái cùng. Đó. Thì cái codebook này các bạn cũng có thể tự tham khảo đúng không? Tại vì ở đây các dữ liệu vào thì các bạn sẽ thấy nó cực kỳ đa dạng. Nhưng mà chung quy lại thì mình thấy rằng điện, các nguồn dữ liệu thứ cấp ấy, thì đây là những nguồn mà mình thấy update mới nhất. Và bản thân mình thì là một cái người nghiên cứu thực nghiệm. Đó. Và thực chiến rất là nhiều. Thì với mình nghĩ là điện, mình là một cái kho dữ liệu cũng bản thân mình cũng rất là lớn. Thì những cái chia sẻ của mình ở đây hy vọng là các bạn có thể lấy được và các bạn có thể dùng nó để gì ạ? Có thể ở cái bước đầu tiên ấy, là có được các cái bộ dữ liệu để chúng ta thực hành. Đó. Còn ở các bước tiếp theo ấy, là chúng ta khi mà chúng ta làm các nghiên cứu thực nghiệm thì các bạn cũng biết đâu là cái nguồn mà chúng ta có thể thực hiện được các cái dữ liệu của chúng ta, tập hợp dữ liệu của chúng ta. Đó. Thì đây là dưới đây là trên đây là tất cả các nguồn dữ liệu mà mở cực kỳ uy tín và được mình trình bày theo từng cái bậc thang để cho các bạn thấy được các cái mức dữ liệu của chúng ta nó đến được đến mức nào. Đó. Nếu như mà chúng ta thực sự là gì ạ? Chúng ta làm gọi là dữ liệu phân tích dữ liệu thì đây sẽ là một cái nguồn mở cực kỳ quan trọng dành cho tất cả các bạn, và hy vọng là các bạn sẽ thấy nó hữu ích. Đó.